Nay em lại quay cho mọi người một chiếc xe đạp mini bãi Nhật mọi người nhé. Em quay tổng quan cho mọi người xem về chiếc xe. Xe bãi Nhật về đã được cân chỉnh, dọn vệ sinh lại. Đấy, mọi người nhìn này, xe đang còn rất đẹp. Sau đó em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem về chiếc xe. Xe này là đùm 3 số mọi người nhé. Chỉnh số ở trên này này. Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Và chỉnh số ở trên đấy. Có chuông này. Rõ này em lắp thêm này. Đèn này. Đèn này là đèn phát điện từ Meyer nhé. Meyer này là Meyer phát điện. Cứ quay là đèn sáng nhé. Và đây có hai chế độ nhé. Chế độ là chúng ta để chế độ auto đây này. Đấy, là đi ban đêm là đèn sẽ tự động sáng. Còn đi ban ngày tắt. Còn chế độ bật on là cho chúng ta lúc nào thích sáng thì chúng ta bật sang on thì đi thì bánh nó sẽ sáng. Con này là khung nhôm nhá mọi người. Khung này là khung nhôm và sơn em đang để sơn zin. Nó chỉ bị vài chấm do vận chuyển nó chảy xước thì em đã chấm lại sơn. Cái này đi mọi người đi thoải mái, không lo vấn đề gì. Hộp xích này. Đây là đùm sang số này. Đây là Meyer sau 3 số này, Meyer của Shimano này, Meyer nhôm, vành nhôm này, cả vành trước và vành sau nhôm, lốp zin theo xe luôn. Các bà gà zin theo xe luôn. Đây đèn phản quang. Các tem của Nhật đang còn nguyên đấy mọi người. Đây là hệ thống khóa chống trộm nhá. Đấy, mọi người khóa lại và mở đang còn chuyển zin của Nhật luôn. In này là in zin theo xe, em bọc lại da cho đẹp mọi người. Tất cả các tem này. Tem này. Chân trống zin theo xe luôn. Bê đan đùi zin theo xe luôn. Đây, con này sản xuất năm 2014 đấy mọi người. Con này vô tăng nhôm, ghi đông nhôm. Dòng này đi rất nhẹ nhá, 3 số chúng ta đi mọi địa hình luôn. Xe rất đẹp và trường xe. Bác nào có nhu cầu thì alo bên em. Gác sau xe này, gác sau có cả lai trẻ con nó chắn nhựa đây, tránh vào nan hoa mọi người nhé. Con này vành zin, lốp zin. Nói chung là đồ theo xe zin hết, em lắp thêm giỏ xe thôi.